Chào các bạn, hôm nay Thoa sẽ giới thiệu đến mọi người món ốc mà Thoa rất là thích ăn. Các bạn thấy không, đây nè, nó bự cả ba lửa luôn nè. Đó, bốn con nè, bốn con mới thoát ra được bao nhiêu đây nè. Đây là rau răm, đây là ốc, mấy cái này là vỏ ốc đó, cái này là mắm gừng. Ngon lắm luôn các bạn, nhìn đi. Thơm lắm nha. Ốc này đặc biệt nó rất là thơm. Nhưng mà khi luộc á, Thoa có cho xíu gừng vô. Nhưng mà trước khi luộc á, Thoa ngâm một xíu khoảng 5 phút thôi. Bởi vì ốc mà ngâm lâu á, nó cũng không có ngon nha. Đó, đã lắm, ngon lắm. Thích ăn loại ốc này nhất đó. Còn các bạn thấy không, cái này nè, to cho bá luôn nè. Đó mà rau răm. Rau răm nha. Đây, các bạn ơi, các bạn ơi. Rồi, mời các bạn cùng ăn nha. Bưng này lên đi. Thấy là nó đã. Ngon quá. Ốc này đó, ăn nó sực sực, nó giòn giòn mà rất là ngọt, ngon cực kỳ. Ăn không? Cái gì ốc? Cái gì ốc mà dưới dĩa rau răm này nè. Đã. Ốc có xoài, rồi xoài ốc không? Rất là thích. Đúng không? Anh đưa cái phim đó luôn, ai em làm đó. Rồi để cái phim lên, để cái phim lên đưa em. Rồi, tao làm đó. Bên đây mà không thiếu cái gì luôn các bạn. Đây là cà phê phim nè. Đây. Đó, cà phê phin. Ăn ốc cà phê phin, cái này là làm cho ông sắm đủ. Thấy không? Cái cà phê phin nè. Cái này là sữa. Thường thường á, người ta uống sữa nhiều rồi cho một tí xíu đường thôi. Cái đường nhiều nó không ngon bằng sữa nhiều. Mình coi coi. Nè anh ơi, cho nửa muỗng đường vô. Cho nửa muỗng đường vô là đủ nha. Nửa muỗng đường vô sao anh bỏ đá vô. Rồi, thế vậy đó. Làm màu làm mè, làm cái cà phê phin cho ông xã vậy đó. Đây, sữa ông thọ. Sữa đặc đó, sữa đặc ở đường á. Mở vô, thôi. Để cho làm việc ốc đi. Chén mắm gừng này. Đó. Chấm nè. Ngon. Còn hết rồi. Hết rồi. Cái vỏ ốc này bự nè. Bự lắm. Ăn kèm đi. Dưới rau răm. Còn ba trái bò chét. Rất ngon, tuyệt vời lắm luôn. Ở đây nó ngọt,
mà bà gọi. Mà bà gọi bà. Ngọt lắm luôn. Vị ốc của nó là mê luôn ha. Cái này ha, ngọt mà ngon. Bên trong ngoài. Nó tươi lắm nha. Tươi nó ngọt. Cái này mình mua cứng lắm, nó còn sống quá. Mình luộc lắm. Mình luộc lâu lâu xíu cho mềm, ăn ngon. Đây là mình luộc mềm luôn. Đó. Nha. Ngon hả các bạn? Anh ơi, anh lát nữa đỡ ba ông ngoài gọi lại, ngoài đang sơn trong kia. Đây nè. Ở trên lầu á, con Sơn. Ngon quá mọi người ạ. Ngon cực kỳ ngon. Nếu quý vị yêu thương Thoa thì đừng quên là like, share. Cũng là đăng ký kênh ủng hộ Thoa nha. Tươi lắm, nó ngon. Tươi, nhưng nó ngon, nó ngọt. Nè. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của Thoa. Đừng quên like và share. À, cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ thêm nhé mọi người. Yêu thương Thoa thì cái bấm like và chia sẻ để mọi người đến biết đến kênh của Thoa nhiều hơn. Và chúc mọi người, chúc anh chị em và các bạn trên toàn thế giới luôn bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Đừng quên bấm like, share cũng như đăng ký kênh ủng hộ Thoa nha. Bye cả nhà.